Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Trong đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh sẽ kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 5 nên Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Riêng khu vực ven biển Đông Bắc và phía Nam đồng bằng có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to với lượng mưa dao động từ 15 cho tới 30 mm và có nơi là trên 60 mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày mai nhiệt độ ngày cao nhất tại các tỉnh Đông Bắc Bộ giảm xuống chỉ từ 25 cho tới 28 độ. Còn tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ là từ 29 đến 32 độ. Từ đêm mai sang ngày 21 tháng 10, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp. Thấp nhất về đêm và sáng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến là từ 19 đến 22 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến là từ 16 cho tới 19 độ. Vùng núi cao có nơi còn dưới 15 độ. Đến với khu vực Trung Bộ cũng chịu sự ảnh hưởng từ khối không khí lạnh và hoàn lưu cơn bão số 5. Nên trong đêm nay và ngày mai thì tại các tỉnh Bắc Trung Bộ phổ biến là có mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 27 cho tới 30 độ. Các nơi khác chỉ xảy ra rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 28 cho đến 32 độ. Dự báo từ ngày 22 tháng 10, mưa sẽ có xu hướng gia tăng trở lại tại khu vực Trung Trung Bộ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi và chiều tối, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ban ngày có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 27 cho tới 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, từ ngày 20 tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh, nên ở vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo là Cô Tô cùng với Bạch Long Vĩ, sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và vùng gần tâm bão là mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 cho tới 5 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và sóng cao từ 2 cho tới 4 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc chỉ ở mức cấp 4, cấp 5 trở lại, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 cho tới 10 km. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.